Thưa quý vị, tốc độ nóng lên của trái đất vẫn đang diễn ra và tăng nhanh hơn bao giờ hết, cho dù các nhà lãnh đạo trên thế giới đã đạt được mục tiêu thỏa thuận sẽ hạn chế mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu dưới 2 độ C. Cảnh báo này vừa được đưa ra trong báo cáo Sự thật của biến đổi khí hậu do 7 chuyên gia quốc tế công bố. Theo ông Robert Watson, nguyên chủ tịch nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu, JIC 2016 sẽ là năm nóng nhất lịch sử nhân loại và đây là lần phá vỡ kỷ lục năm lần thứ 3 liên tiếp kể từ khi ngành khoa học bắt đầu biết đo nhiệt độ vào năm 1880. Tuy nhiên, bản thông cáo trên cho rằng phát thải khí nhà kính không thể giảm nhanh chóng trong vòng 15 năm tới, cho dù là các nước đã ký kết Hiệp ước Paris về chống biến đổi khí hậu đều tôn trọng và sẵn sàng thực hiện các cam kết của họ. Các chuyên gia cũng tỏ ra lo ngại do hiệp định thiếu cơ chế pháp lý ràng buộc và đến 80% các nước ký kết phải phụ thuộc vào sự giúp đỡ tài chính và kỹ thuật của những nước giàu hơn để thực hiện các cam kết của mình. Một mối lo khác của các chuyên gia là nguy cơ không tôn trọng cam kết của Mỹ, quốc gia đứng thứ hai thế giới về lượng khí thải carbon sau Trung Quốc và có vai trò quyết định trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.